bus. Xe cứu thương bạn sẽ không sao đâu. Ôi không, ôi không, không xe cứu thương kìa, giúp đỡ nào. Nina, 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 anh ta rồi bạn ơi. Ta-da! Cảm ơn xe cứu thương đã không mang nguy hiểm để giúp cháu ạ. Đừng lo, cô không sao. Công việc của cô là bảo vệ mọi người mà. Xe cứu thương bảo vệ các bạn và tôi sẽ bảo vệ xe cứu thương. Hey. Ha. Xe cứu hỏa thật là ngầu. Tôi cũng muốn trở thành xe cứu hỏa. Tôi là xe xấu xa. Đi làm nhiệm vụ chữa cháy sẽ khó thế nào đây? Tôi ở đây xe cứu hỏa. Đừng lo nha, tôi sẽ giúp bạn ngay. Không có chuyện gì mà tôi không làm được. Na 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 na. Không làm được.
không ôi không hồng, mình phải làm gì? Xe cứu hỏa có một nhiệm vụ mới rồi, tôi cần phải đi ngay. Nhiệm vụ của tôi không hề dễ dàng, mình luôn giúp đỡ mọi người an toàn, tôi không sợ gì đâu. Tiến lên bên bạn, yên tâm nha. Cảm ơn xe cứu hỏa. Ao, cứu tôi với. Tôi sẽ không bao giờ giả làm xe cứu hỏa nữa đâu. Wow, chúng mình hãy cùng xem những ngôi nhà giống câu chuyện ba chú lợn đi. Đồng ý. Cậu đóng vai sói nhé. Xây nhà thật vui, tôi sẽ con đây bum bum bum. Xem tôi cần gì nhé? Những khối màu đỏ. Sát đây, wiu wiu wiu.
nhìn thấy vòi báo động của tôi không? Nó có hình chữ nhật, trông giống như chiếc hộp. Tôi sẽ giúp bạn tìm, hãy xem xung quanh nhé. Phải nó không? Không, không phải nó. Vậy là gì đây? Là chú hề trong chiếc hộp. Có ai thấy còi báo động của tôi không? Nó có hình chữ nhật và còn có tiếng báo động. Tôi sẽ tìm giúp bạn, hãy xem xung quanh nhé. Phải nó không? Không, không phải nó. Vậy là gì đấy? Đây là loa mà. Bạn có nhìn thấy còi báo động của tôi không? Nó có hình chữ nhật và có màu xanh đỏ. Tôi sẽ giúp bạn tìm, hãy xem xung quanh nhé. Phải nó không? Không, không phải nó. Vậy là gì đây? Nó là nam châm. Có trộm. Chào nhá. Đứng lại đó. Tôi là xe cảnh sát này. Ngươi không thể chạy thoát đâu. Thả tôi xuống. Tạm biệt. Ai đã lấy còi báo động của tôi? Nó có hình chữ nhật, nháy đèn màu xanh đỏ và tiếng còi của nó wiu wiu wiu. Tôi nghĩ tôi đã thấy thứ bạn đang muốn tìm. Ồ, nó ở đâu? Nó ở đây. Đúng rồi, chính là nó. Yeah, còi báo động của tôi. Wiu wiu wiu, là xe cảnh sát đây. Wiu wiu wiu, ngươi không thể chạy qua đâu. Wiu wiu wiu, là tôi xe cảnh sát đây. Wiu wiu wiu, ngươi không thể chạy thoát đâu. Wiu wiu wiu, wiu wiu wiu, bắt được người rồi đây. Ha ha ha. Năm bạn xe nhỏ, xin chào. Các bạn sẽ thấy nhiều loại thức ăn trên đường đua. Hãy chọn trái cây và rau tốt cho sức khỏe để chạy nhanh hơn. Được ăn đồ ăn có hại cho sức khỏe. Gọi.
bảo súng phun của tớ bị hỏng rồi. Còi của tôi bị gãy rồi. Xe của tôi cũng bị hỏng rồi. Xin lỗi, hôm nay chúng tớ bận quá ấy. Thế này nhé, chúng tôi sẽ sửa xe của các bạn sau khi hoàn thành công việc của mình. Được rồi. Wow, thật là tuyệt vời. Cậu là ai? Tôi là Robby. Tôi có thể giúp đỡ bạn thế nào đây? Robby, bạn có thể sửa xe cho chúng tôi không? Tất nhiên rồi, không vấn đề gì. Yeah. Xin chào. Robot, la li la li la. Robot, nào cùng sửa xe. Bạn cần phải thay súng phun mới. Chọn ngay thôi, ta chọn chiếc súng mới. Một chiếc súng thật to này, mình rất thích. Xe chạy nhanh, ta đi thôi. Dập lửa ngay. Robot, la li la li la. Robot, nào cùng sửa xe. Bạn cần phải thay còi mới. Chọn ngay thôi, mình chọn ngay thôi. Xanh dưa vàng với đỏ mình. Xe cảnh sát ta đi thôi, wheel, làm nhiệm vụ chúng ta đi, wheel. Tôi sẽ bắt anh ta. Chỗ. Ở bên trong có gì ở bên trong sao? Wow, tuyệt vời. Xe cứu thương đi lại, wheel, làm nhiệm vụ chữa vết thương, wheel. Đừng lo lắng. Ủa, họ đang làm gì với robot của tôi? Xe tôi bị bẩn rồi. Robby, hãy giúp chúng tôi sửa xe với. Rửa xe ư? Rửa có nghĩa là gì vậy? Robby chưa biết rửa xe đâu. Đừng lo. Chúng tôi có súng phun nước rồi. Các bạn có chắc các bạn thực sự muốn làm điều này không? Chắc chắn rồi. Nào, bắt đầu thôi. Tớ không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Được rồi. Cảm ơn Kiki và Miu Miu. Đi nào. Sự an toàn nhé. Đừng dọa người khác nhá. Nhìn cái miệng to của tớ đây. Tớ là con quái vật đáng sợ nhất. Ha ha ha.
Wow. Cái gì vậy? Xanh lá đâu rồi nhỉ? Nhìn này, cậu ấy sẽ không đi vào rừng đâu, phải không? Mọi người nói rằng có một con quái vật đáng sợ trong rừng. Nếu nó bắt cậu ấy thì sao? Hãy đi tìm xanh lá đi. Nhưng... đừng sợ, chúng ta có thể cùng nhau đuổi con quái vật đi. Đi thôi nào. Mình thấy đôi mắt kia thật là sáng. Không sợ đâu. Là quái thú trông rất đáng sợ phải không? Không sợ đâu. Quái thú kia hãy đi ngay đừng đến gần. Bọn ta đây sẽ không sợ. Quái thú kia hãy đi ngay. Hãy đi ngay. Quái vật. Anh ấy không phải là quái thú. Bọn mình hay chiếc miệng thật là to. Không sợ đâu. Là quái thú trông rất đáng sợ phải không? Không sợ đâu. Quái thú kia hãy đi ngay đừng đến gần. Bọn ta đây sẽ không sợ. Quái thú kia hãy đi ngay. Hãy đi ngay. Anh ấy là máy xúc lật, không phải là một con quái vật. Xin lỗi anh. Anh có thấy một chiếc xe nhỏ màu xanh lá ngay quanh đây không? Không, tôi không thấy. Hãy đi đường đó xem sao. Bọn mình đã thấy chiếc cô dài và cao. Không sợ đâu. Là quái thú trông rất đáng sợ phải không? Không sợ đâu. Quái thú kia hãy đi ngay đừng đến gần. Bọn ta đây sẽ không sợ. Quái thú kia hãy đi ngay. Chúng tớ nghĩ rằng con quái vật đã bắt cậu đi cơ. Tớ đang giúp cô xe cậu. Gần đây đội thiết bị hạng nặng đang làm việc ở trong rừng. Không có con quái vật nào quái ở đây cả đâu. Quái vật, con quái vật ở đằng kia. Quái vật, chúng ta là đáng sợ. Anh đang nói với những người bạn này sao? Các bạn ôn tôi nhỏ. Vậy chúng tôi là những con quái vật. Wow, một cái bánh đẹp thế. Ôi trời. May quá, bánh vẫn an toàn. Suýt chút nữa là chúng ta không thể tổ chức bữa tiệc vào ngày mai. Đúng vậy. Wow, thơm thế. Tớ rất háo hức muốn tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho Luca. Sẽ rất vui đấy. Hả? Bánh biến mất rồi. Chúng ta làm gì bây giờ? Không thể tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho Luca mà không có bánh. Kia rồi. Camera giám sát. Ai đó đã lấy bánh đi rồi. Nhưng chúng ta không biết đó là ai. Hãy nhờ Boca giúp chúng ta tìm ra kẻ trộm. Tôi đến ngay. Đây là cảnh quay camera. Tôi thấy rồi. Chúng cháu sẽ giúp tìm manh mối. Kìa chia bánh biến mất rồi. Ôi không biết ai đã làm. Nhanh nhanh chúng ta đi tìm.
tìm thấy vệt xương xe. Hãy để tôi kiểm tra bạn ơi. Nhìn này tôi xe phong to. Tôi tìm thấy một vài chiếc xe có cùng màu. Chúng ta có 3 nghi phạm. Hãy đi tìm nghi phạm đầu tiên. Kẻ chia phanh biến mất rồi. Ôi không biết ai đã làm. Nhanh nhanh chúng ta đi tìm. Là anh ấy à. Hãy để tôi kiểm tra bạn ơi. Nhìn này tôi sẽ phong to. Sơn của anh ấy vẫn còn nguyên. Không phải anh ấy. Chúng ta còn hai nghi phạm. Kẻ chia bay biến mất rồi. Ôi không biết ai đã làm. Nhanh nhanh chúng ta đi tìm. Là anh ấy. Wee 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 wee. Tại sao anh ta lại chạy nhỉ? Anh ta rất đáng ngờ. Ai đã lấy bánh sinh nhật? Anh có lấy bánh không nào? Tôi không biết, tôi không làm. Anh chắc chứ? Hãy để tôi kiểm tra bạn ơi. Nhìn này tôi sẽ phong to. Sơn của anh ấy vẫn còn nguyên. Không phải anh ấy. Chúng ta còn một nghi phạm nữa. Ủa? Thế thì xe tải chính là kẻ trộm. Ai đã lấy bánh sinh nhật? Anh có lấy bánh không nào? Tôi không biết, tôi không làm. Ủa? À. Chính là anh ta. Wee 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 wee. Sơn của anh ta đã mất, chính là anh ta. Anh chính là tên trộm. Bắt được rồi. Nhắm mắt lại nào. Bây giờ bạn có thể mở mắt ra rồi, Luca. Wow, thật là tuyệt vời. Chúc mừng sinh nhật Luca. Cảm ơn tất cả mọi người. Nó thật là tuyệt. Tôi là siêu anh hùng có thể cứu thế giới. Này, siêu xe anh hùng. Các bạn có thể giúp tôi giao một số gói hàng không? Chắc chắn rồi, để đó cho chúng con. Tất cả đã sẵn sàng. Yeah. Đi nào. Giao hàng thật vui. Bon chân xe ta xinh. Tu du tu du du. Tu du tu du du. Bon bạn xe con. Đang không thấy đâu. Nhanh rất nhanh. Xe ba đi gọi điện. Cảnh sát hãy giúp tôi ngay. Đừng lo lắng, tôi sẽ đến ngay. Lo lắng, tôi sẽ đến ngay. Bạn có thể có con khủng long này nếu bạn đưa cho tôi gói hàng của bạn. Trả lại tôi đây. Chúng.
xin lỗi, tôi không làm như vậy nữa đâu. Cảm ơn rất nhiều, cảnh sát Erin. Các cháu không bao giờ được đi theo người lạ, nhớ chưa? Cảm ơn bạn đã giao các gói hàng. Đây, các bạn uống nước trái cây đi. Yeah, nước ép ngon tuyệt.